Hai xin chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin đó là ngày hôm nay đó quý vị, thì chắc hẳn em cũng muốn lên chia sẻ cho quý vị một cái thông tin nó rất là vui. Thì chắc hẳn rất là nhiều cô dì chú bác cũng đang rất là mong chờ những cái thông tin này, thì bây giờ cũng đã được trở thành hiện thực rồi đúng không quý vị? Thì chắc hẳn quý vị cũng biết rồi. Thì ngày hôm nay thì gia đình của cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì cũng lên trên mạng xã hội và cũng lên cơ quan chức năng thì trình để xin cho cô Sô Nguyễn Phương Hằng để được về tại ngoại về nhà, và nói chung thì cũng để cho cô Sô Nguyễn Phương Hằng để về trị bệnh gì đó quý vị. Thì cũng rất là vui đúng không vậy? Nói chung thì bây giờ thì cô cũng sắp sửa có thể được tại ngoại về nhà rồi. Thì đó một cái nguồn thông tin rất là vui. Thì chắc hẳn quý vị cũng thấy là có rất là nhiều những anh em YouTube thì cũng đã chia sẻ một cái nguồn thông tin này rồi, và đăng tải những cái hình ảnh yêu thương mà liên quan tới cô Sô Nguyễn Phương Hằng. Thì nói chung cũng rất là nhiều cô dì cũng mong chờ những cái ngày như thế này sẽ đến, nhưng chắc thì bây giờ cũng đã đến rồi. Chắc hẳn quý vị cũng biết, nhưng cái vụ việc của cô á thì cũng đã bị tạm giam thì cũng gần 7 tháng rồi đúng không vậy? Đó, nói chung thì cũng thời gian cũng khá là lâu rồi. Ở nên ai cũng muốn được gặp mặt cô. Thì nói chung chắc hẳn là cái ngày mà cô về nhà đó thì chắc có rất là nhiều anh Báo, anh Chí gì đó thì sẽ đăng tải những cái nguồn thông tin. Quý vị biết á, là khi mà người nhà của cô Sô Nguyễn Phương Hằng làm những cái đơn để cho cô được tại ngoại về nhà đó vậy, để trị bệnh gì đó, cũng có một số những người á, hoặc là một số anh Báo, anh Chí gì đó, hầu như là muốn đặt những cái tiêu đề giật tích cô view cô like nói về cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì rất là nhiều. Quý vị biết á, là nhầm người á, thì để là những cái tiêu đề là cô Hằng khóc lóc xin về nhà, rồi cô Hằng bệnh nặng lắm để được tại ngoại về nhà, để gì đó rất là nhiều thứ. Mình nghe được những cái thông tin như vậy mình thấy cũng rất là bức xúc. Quý vị, mình cũng chưa vào xem nữa, nhưng mình chỉ thấy những cái tiêu đề như vậy thôi là mình cũng thấy khá là bức xúc rồi. Thì quý vị biết á, là cơ quan chức năng thì người ta cũng có thể là chấp nhận những cái vấn đề đó, mới để thả cô về nhà, mới để cho cô về tại ngoại để trị bệnh gì đó. Thì quý vị cũng biết những lần trước á, thì như là con của cô Sô, con của cô Sô Nguyễn Hằng đó quý vị, cũng làm những lá đơn gửi lên cơ quan chức năng để xem xét những cái tình tiết, như là có cô có thể là giúp đỡ rất là nhiều người, hoặc là xem xét là những cái vụ việc mà gia đình cô giúp đỡ cho rất là nhiều người trên mạng xã hội, hoặc là trên cộng đồng mạng đối với, nói chung thì giúp đỡ người nghèo đó. Đó thì rất là nhiều người đó. Và bây giờ thì tới gia đình của cô, thì tới người thân của cô, thì người ta cũng có làm những lá đơn. Nhưng mình thấy ở đây là nhiều những cái phe đối lập đối với, thì bắt đầu vẫn tiếp tục là bu bám vào những cái vấn đề này, khi mà lợi dụng cái vụ việc của cô Sô Nguyễn Phương Hằng đối với. Quý vị biết ha, là lợi dụng cái vấn đề đó là nói thế này thế nọ thế kia, là nói điều những cái điều mà không tốt về cô Sô Nguyễn Hằng rất là nhiều, nói là sợ tội, hoặc có nhiều người đặt những cái tiêu đề nghe thấy là nóng lắm quý vị. Nói chung thấy những người đặt những cái tiêu đề là thấy nóng lắm. Như vậy một số những anh Báo, anh Chí gì đó cũng giật tích câu view rất là nhiều. Khi cái vụ việc của cô Sô Nguyễn Hằng á, thì những cái trang báo chính thống của nhà nước á, người ta đưa lên rất là đơn giản, nghe rất là dễ hiểu, là chỉ nói là cô có thể được tại ngoại về nhà để, nói chung gia đình xin tại ngoại về nhà để chữa bệnh, trị bệnh cho cô mà thôi. Đó, có thể là chấp nhận những cái vấn đề đó. Thì nhiều anh em YouTube á, thì người ta lên và người ta cũng rất là vui, rất là mừng, không có ai giật tích cô view. Còn những cái người ganh ghét cô, hầu như á là những người này ghen ăn tức ở với cô Sô Nguyễn Hằng rất là nhiều. Thì nói chung thì từ lúc mà cô chưa bị tạm giam thôi, thì cũng rất là nhiều người á là bu bám vào cô Sô Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều, và tấn công vào cô. Thì vậy biết á, là chủ yếu là mà những người này lợi dụng cái vấn đề đó là tấn công vào cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì sẽ được nhiều người yêu quý hơn, và tấn công vào cô Sô Nguyễn Phương Hằng như vậy đó thì sẽ được nhiều người quan tâm tới và chú ý tới. Thì nó rất là rõ ràng, nên những người này hết tấn công vào cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì tấn công vào Vĩ Hằng Hữu, hoặc là tấn công vào Đại Nam, tấn công vào tất cả những cái gì mà tâm huyết của hai vợ chồng người ta để đưa lên trên mạng xã hội và giúp đỡ những người dân nghèo. Thì đó rõ ràng là những cái mục đích của những người này thì không thể nào mà sai trái được. Nhưng thì quý vị cũng biết á, thì cho dù bây giờ có nói thế nào thì đây cũng là một thông tin, một tín hiệu rất là vui đúng không quý vị? Đó, thì có thể là cô sẽ được gia đình thì sẽ đón về nhà trong một ngày sớm nhất. Thì nói chung thì cũng rất là vui. Thì tới đây chắc có rất là nhiều những cái sự việc và những cái câu chuyện mà những cái bọn YouTube dơ, hoặc là một số những cái phe đối lập không ưa thích về cô Sô Nguyễn Phương Hằng sẽ bài mưu tính kế, hoặc là suy nghĩ, dắt những cái đầu óc suy nghĩ ra cách nào để hại cô Sô Nguyễn Phương Hằng, hoặc là châm biếm về cô Sô Nguyễn Phương Hằng. Thì nó rất rõ ràng là đúng không quý vị?
Thì nói chung cái bản tin là ngày hôm nay em chỉ muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Và cái thông tin thứ hai thì em muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là ngày mai thì chính thức là ngày 15 đó quý vị. Thì nghe đâu thì ngày 15 thì luật sư Trần Quốc Vũ sẽ gửi đơn tới cơ quan chức năng là kiện tụng về cái vụ việc như là của cái cô luật sư Thanh Từ Trần đó vậy. Thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Thì cái cô luật sư Thanh Từ Trần này cũng đã bị luật sư Trần Quốc Vũ cảnh cáo rồi về những cái vấn đề như là vu khống, xúc phạm, xuyên tạc, bịa đặt những cái câu chuyện liên quan tới luật sư Trần Quốc Vũ như là thiếu nợ nè, hoặc là cờ bạc, mơi, nói chung là mơi đỏ đen gì đó vậy. Thì bây giờ thì ngày hôm nay thì cũng là ngày 14 rồi, ngày 15 chứ vậy, xin lỗi. Thì ngày hôm nay thì cũng đã ngày 15 rồi. Thì chắc chắn cái thông tin nó sẽ được đăng tải và truyền tải lên trên mạng xã hội về vấn đề như luật sư Trần Quốc Vũ sẽ gửi những lá đơn lên cơ quan chức năng để kiện cái cô này. Thì bây giờ thì người lo lắng cho cái sự việc nhất là chính là cái cô luật sư Thanh Từ Trần. Quý vị biết là cô ta mạnh miệng, rất là mạnh miệng trên mạng xã hội và tung rất là nhiều những cái thông tin mà sai sự thật liên quan với luật sư Trần Quốc Vũ. Cô ta nói có rất là nhiều những cái thông tin và có rất là nhiều những cái bằng chứng mà liên quan tới luật sư Trần Quốc Vũ, cô ta đã nắm rõ trong tay và những cái bằng chứng gì đó vậy. Thì đợt này quý vị nghĩ đi, khi mà luật sư Trần Quốc Vũ mà gửi lên cơ quan chức năng thì chắc chắn là luật sư Trần Quốc Vũ sẽ có những cái bằng chứng và có những cái thông tin là cô ta vu khống xuyên tạc suốt thời gian vừa rồi rồi, chứ không phải là mới đây và liên quan vào cái vụ việc là 200 triệu là ăn, nói chung đổ thừa vu khống cho luật sư Trần Quốc Vũ rất là nhiều, lừa gạt Mạnh Thường Quân rồi kêu gọi từ thiện gì đó. Thì luật sư Trần Quốc Vũ á, quý vị cũng biết á, là cũng đính chính là cái vấn đề đó rồi, là từ xưa tới giờ luật sư Trần Quốc Vũ chưa từng kêu gọi từ thiện hoặc là thế này thế nọ thế kia, rất là rõ ràng đúng không quý vị? Nhưng á, thì quý vị cũng biết thì cái vụ việc á, là của phiên tòa tỉnh Thất Bồng Lai á, thì luật sư Trần Quốc Vũ cũng có tham gia nhưng mà bây giờ thì tạm hoãn rồi. Thì cái ngày 14 là cái ngày hôm qua đó vậy, thì không có xử được tỉnh Thất Bồng Lai thì cũng khá là buồn đúng không vậy? Tại những luật sư ở bên phía tỉnh Thất Bồng Lai đó thì những người này cũng tìm mọi cái lý do để xin hoãn là cái phiên tòa để cứu vớt đời của một số người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Còn cái quan điểm thì luật sư Trần Quốc Vũ đã chia sẻ rõ ràng rồi. Thì qua cái ngày 14 thì ngày hôm nay là ngày 15 thì em cũng đang chờ đợi là cái thông tin là cái cô luật sư Thanh Từ Trần sẽ bị cơ quan chức năng mời làm việc về những cái vấn đề như là vu khống, xuyên tạc hoặc là xúc phạm đến luật sư Trần Quốc Vũ. Thì mình cũng phải chờ đợi nghe vậy, tại vì cái đó cũng phải đợi luật sư Trần Quốc Vũ chia sẻ lên trên mạng là có đi kiện thật hay không. Tại vì có rất là nhiều người đặt ra nhiều câu hỏi cho cái sự việc này là liệu sự thật có đúng là như là luật sư Trần Quốc Vũ mê đỏ đen hay không. Thì nếu quý vị biết có nhiều một số cái kênh phe đối lập đó vậy cũng không dám binh cái cô luật sư Thanh Từ Trần này và chỉ lên nói me mé và nói những cái vấn đề. Nếu á thì qua cái ngày 14 mà luật sư Trần Quốc Vũ không làm những lá đơn gửi lên cơ quan chức năng kiện luật sư Thanh Từ Trần thì chắc chắn luật sư Trần Quốc Vũ đã sai và luật sư Trần Quốc Vũ đã sợ và không dám làm như vậy. Thì nó rất rõ ràng, nếu thì nói chung thì trong mình phải đợi chứ không phải là mình xác định lực liền. Tại vì qua cái ngày 14 tại luật sư Trần Quốc Vũ cũng nói là quý vị là qua ngày 14 á, thì xong cái sự việc của tỉnh Thất Bồng Lai thì mới làm đơn gửi lên cơ quan chức năng để kiện cái cô luật sư Thanh Từ Trần này. Thì mình cũng phải chờ đợi chứ mình không phải manh động như một số những cái bọn YouTube dơ lên mà bị cái... Nói chung á, là những người này á, những cái bọn YouTube quý vị, YouTube dơ đó thì chủ yếu là lên công kích thôi. Nói chung là công kích vào luật sư Trần Quốc Vũ rất là nhiều. Nói như vậy á, thì quý vị biết á, nếu mà luật sư Trần Quốc Vũ không kiện thì những người này có cái cớ, có cái lý do là nói luật sư Trần Quốc Vũ sợ nè, hay là có những cái vấn đề liên quan tới vụ việc ăn chặn gì đó thì mới không lên tiếng, là không đi đến cơ quan chức năng để tùy kiện cái cô luật sư Thanh Từ Trần. Còn nếu mà luật sư Trần Quốc Vũ có thể là đi kiện cái cô luật sư Thanh Từ Trần thì những cái bọn này cũng có cái cớ để nói, hoặc là cái cô luật sư Thanh Từ Trần cũng có cái cớ nói là luật sư Trần Quốc Vũ nào, chứ không phải là luật sư Trần Quốc Vũ nghe vậy vũ nào đó. Tại vì mình cũng thấy là có một số anh báo, anh Chí đó cũng đăng tải những cái vấn đề luật sư Trần Quốc Vũ nhưng sau này sửa lại luật sư Trần Quốc Vũ đó. Đó nó cũng rất rõ ràng, tại vì những người này cũng đang có những ý định như là sợ sệt là khi những anh báo, anh Chí cũng sợ sệt khi sợ là luật sư Trần Quốc Vũ sẽ gửi đơn cơ quan chức năng kiện luôn những người này, nên đã sửa đổi những cái tên lại. Thì cái cô luật sư Thanh Từ Trần thì cũng không thể nào mà thoát được đúng không vậy? Thì nói chung cái bản tin là ngày hôm nay em chỉ muốn lên là cập nhật cho vị là hai cái thông tin như vậy thôi. Tại vì mình thấy cái thông tin liên quan tới cô CEO của Hoàng bây giờ có tín hiệu rất là vui đúng không vậy? Đó, nên bây giờ thì ai cũng rất là mừng rồi, chỉ chờ đợi là ngày cô được về mà thôi. Đó, để chữa bệnh trị bệnh gì đó vậy. Thì quý vị và các bạn có xem kênh thì cũng nhớ là ủng hộ kênh Kem nghe quý vị. Kênh Kem là kênh Hủ Thoại Channel. Nói chung kênh cái nó mất đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh các em có độ tương tác không quý vị ơi.
để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.